Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc báo chuyện sách mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một đầu báo, đó chính là Forbes tiếp rộng 10 nhóm nhạc K-pop kém nhiều tiền nhất trên YouTube. Cái này cũng khá là dễ đoán nha. Và mình bắt đầu này. Đứng số đầu tiên là Black, đầu tiên họ chuẩn hơn Blackpink, doanh thu là 12,9 129,4 tỷ won, tức là khoảng 98,4 triệu USD. Và theo Forbes, Blackpink dừng ở vị trí thứ nhất trong danh sách là nhóm nhạc kịch toàn cầu, thế hệ kế thừa xuất sắc của Fifth Harmony, Destiny's Child và Spice Girls, đồng thời là siêu sao toàn cầu, thậm chí khẳng định Blackpink là nhóm nhạc quyền lực nhất trên YouTube. Và được mệnh danh là nhóm nhạc nữ lớn nhất thế giới, Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thành công nhất trên trường quốc tế này. Họ nghệ sĩ nữ Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ, ở vị trí thứ 13 với bài hát Ice Cream 2020 và trên Billboard 200, tại vị trí quán quân về album phòng thu thứ hai Born Pink 2022. Đây là album bán chạy nhất mọi thời đại của một nghệ sĩ nữ ở Hàn Quốc và là album đầu tiên bán được hơn 2 triệu bản. Vị trí thứ hai là G-Idle, doanh thu là, chắc là mình đọc đúng rồi, doanh thu là 86 tỷ won, tức là khoảng 61,4 triệu USD. Đây là một điều mới lạ với K-pop, vì G-Idle chỉ trở nên phổ biến hơn trong nền tảng này trong năm gần đây. Thì Forbes cho rằng G-Idle đã trở nên lan truyền những bài hát hấp dẫn, các video ngắn là YouTube Short, tức là nó sẽ tạo lên xu hướng. Và nhóm hiện có 5 thành viên gồm Miguel, Minnie, Soyeon, Yuki và Sumo, sau khi Suzin chính thức rời nhóm với Scandal. Nam tính chính thức ra mắt ngày 2 tháng 5 năm 2018 với mini album đầu tay I Am, các khúc chủ đề Lachata. Một năm sau, nhóm ra mắt tại thị trường Nhật Bản vào 31 tháng 7 2019, rồi trường Cute Cute Entertainment với mini album Lachata. Wow! Tiếp theo là BTS, với doanh thu là 82,3 tỷ won, và 61,4 triệu USD. Các nhà phê bình công nhận sức mạnh của BTS trên cả hai nền tảng nghe nhìn lớn nhất thế giới. Chính này cũng vinh danh BTS là nghệ sĩ K-pop quyền lực nhất và là nghệ sĩ số 1 trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Và dù không có sự trở lại trong vòng 2 năm, BTS vẫn được xếp hạng trong top 3 nghệ sĩ quyền lực nhất trên YouTube của Forbes. Và nhóm ca gồm 7 thành viên Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V và Trung Quốc. Họ đều là những người tham gia cùng sáng tác và sản xuất cùng đầu với sản phẩm nhạc của họ. BTS ra mắt vào năm 2023, 2013 và album đĩa đơn Too Cool for School. Họ được phát hành album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên Dark and White và album phòng thu tiếng Nhật World Cup vào năm 2014. Album phòng thu riêng tiếng Hàn thứ hai là Wings 2016 là album đầu tiên của nhóm bán được 1 triệu bản tại Hàn Quốc. Oh, Wings nổi tiếng. Tiếp theo là New Jeans với doanh thu 68,3 tỷ won, 51 triệu USD. Và Forbes lý rằng New Jeans là một luồng gió mới trong K-pop, thu hút sự chú ý đáng kể thông qua các video trên YouTube của họ là nhóm nhạc trẻ nhất trong danh sách này. New Jeans là một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc được thành lập và quản lý bởi Idol, nhóm gồm 5 thành viên là Minji, Hani, Daniela, Harin và Yeen. Nhóm phát hành đĩa đơn đầu tay Attention vào ngày 22 tháng 7 2022, trước khi sắp chính thức phát hành đĩa mở rộng cùng tên vào 1 tháng 8 năm 2022. Tiếp theo là có Seventeen, doanh thu khoảng 62,4 tỷ won, khoảng 46,5 triệu USD. Và sự bùng nổ truyền thông của Seventeen qua nhiều màn trình diễn khác nhau được dự đoán nổi lên nhanh chóng trên nền tảng truyền thông dạo này, đặc biệt là Seventeen đã thu hút khán giả qua màn trình diễn tại các lễ hội lớn khiến họ trở nên nổi tiếng hơn trên YouTube. Tiếp theo thì chúng ta có aespa, với doanh thu là 51,4 tỷ won, 38,3 triệu USD. Nhóm nhạc SM duy nhất rộng vào danh sách thì aespa đã rồi trở nên nổi tiếng ngay từ khi ra mắt và tạo ra nhiều nội dung lan truyền trên YouTube. Forbes coi aespa là một nhóm nhạc nữ có cá tính riêng biệt. Tiếp theo ta có là Anhypan, doanh thu khoảng 30,1 tỷ won, khoảng 22,4 triệu USD. Tạp chí uy tín này tin rằng việc nhóm lọt vào bảng xếp hạng minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của họ này. Sự xuất hiện của những video âm nhạc để trau chuốt họ để ấn tượng mạnh mẽ trong vòng công chúng. Tiếp theo ta có IVE, có doanh thu là 24,9 tỷ won, là khoảng 18,5 triệu USD. Vị trí tiếp theo là Lesser-Forems, doanh thu là 2,7 tỷ won, khoảng 16,9 triệu USD. Cuối cùng là IU Solo này, 22 tỷ won, khoảng 16,4 triệu USD. Wow, vậy là mình đã đọc hết đầu báo rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.
Bye bye mọi người.